Mời bạn thân tới ăn sinh nhật, hai chú chó có biểu hiện giành ăn khiến buổi tiệc trở nên bất ổn. Ngồi trên bàn tiệc, bạn ngồi một bên, mình ngồi một bên, nhe răng tươi tắn tưởng tươi cười với nhau. Nhưng không, đời lại không như là mơ. Thực chất thì hai anh bạn này đang giành ăn với nhau chiếc bánh sinh nhật. Dù là khách được mời bằng tất cả niềm vinh hạnh và niềm vui vô bờ, tuy nhiên bạn kia chỉ được phép nhìn, không được phép ké. Mỗi lần mà rón rén liếm được một tí là sẽ bị chủ tiệc quát ngay, khiến cho bàn tiệc sinh nhật lung linh trở nên cực kỳ bất ổn. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cho nhiều người cười ra nước mắt với màn giành ăn của hai chú chó. Dẫu có là bạn bè thân thiết nhưng mà trước món ngon thì đành phải thân ai nấy lo thôi. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: bạn bè thân thiết thế, ăn có một chiếc bánh kem thôi mà đứa nào cũng nhe cái răng tươi cười với nhau vậy. Kiểu này là bạn đi tiệc sinh nhật nhưng lại quên mang quà tặng rồi. Hai người chúng ta như cây liền cành, nhưng mà đói quá thì cành đi đường cành mà cây đi đường cây luôn. Sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh của tôi, nhưng mà ăn có miếng bánh lại bị chửi quá chừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.